Nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, sáng ngày 19 tháng 4 tại thành phố Đà Lạt, Ban liên lạc tiểu đoàn 810 Anh Hùng đã tổ chức gặp mặt nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của đơn vị sau 53 năm kể từ khi thành lập. Đến giờ có các đồng chí ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương và sự hiện diện của gần 400 cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 810. Bao giờ cũng vậy, hai từ hội ngộ luôn có mục đích và ý nghĩa sâu sắc. Với cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 810 hôm nay cũng vậy, được gặp lại đó là vinh dự và tự hào. Bởi đây là dịp để kể lại cho nhau nghe những câu chuyện buồn vui và niềm kiêu hãnh trong chiến đấu. Với bà Phan Thị Kim, nguyên là y tá của tiểu đoàn, cũng chẳng ngoài mục đích nào khác. Chiến trường rất là gian khổ, nhưng từ xuất phát từ chỗ đó cũng xác định một vị trí, có nghĩa là phục vụ cách mạng thì gian khổ. Cô cũng thắng là phục vụ ở phòng, thì nói chung cái gian khổ là cô phục vụ hoàn thành. Vẫn còn đó những anh dũng và tinh thần sang một trận tuyến khác. Trong ngày gặp mặt, ký ức đáng sát cánh. Lúc đó rất viện trên hậu phương lớn để mà là đánh, còn khắc phục chuyển cách công hóa thì đã có nhiều trận đánh là vang dội ở Đà Lạt, mà đúng là những cái thời điểm trận đánh đó đã phục vụ trực tiếp cho phong trào đấu tranh chính trị. Chúng tôi cũng rất mừng, rất phấn khởi mà nhìn thấy anh em vào được trong này, thì còn những anh em là không vào được thì nó có nhiều cái lý do. Một là khó khăn, hai là cũng có một số anh em do bệnh tật đau yếu rồi mất đi. Cho nên bây giờ là thấy anh em là mình mừng, rất quý và nhớ lại trong trước đây 40 năm là anh em chiến đấu công tác tại chiến trường. Dù có khó khăn gian khổ ác liệt hy sinh, nhưng mà vẫn kiên cường bất khuất để chiến đấu giành thắng lợi. Cách đây 53 năm, năm 1962, đại đội 810 được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai trung đội 211 và 212. Tiền thân là đại đội 143 từ miền Bắc vào miền Nam năm 1961. Thời điểm đó, Tuyên Đức là chiến trường ác liệt, khó khăn, thiếu thốn đủ bề, cơ sở cách mạng mỏng. Nhưng với tinh thần mưu trí, dũng cảm, cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã thực hiện trận đánh thắng lợi đầu tiên tại thôn Liên Trang, Đàm Ròn, mở ra trang mới trong lịch sử đấu tranh vũ trang cách mạng của tỉnh Tuyên Đức. Những năm tiếp theo của cuộc chiến tranh, đại đội 810 tiếp tục tổ chức nhiều trận đánh quan trọng khắp khu vực nông thôn đến thành thị, mà điển hình là trận đánh Mậu Thân năm 1968. Sau Mậu Thân, tiểu đoàn được thành lập mà nòng cốt là đại đội 810. Sau khi Tuyên Đức Đà Lạt được giải phóng, đơn vị tham gia bảo vệ chính quyền và truy quét phun rô. Với những thành tích đạt được trong chiến đấu, đại đội 810 và tiểu đoàn 810 được nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 40 năm sau ngày đất nước thống nhất và hơn nửa thế kỷ kể từ ngày thành lập, ngày hội ngộ hôm nay của cán bộ chiến sĩ không chỉ ôn lại truyền thống, đây còn là minh chứng cho sự đoàn kết cả trong chiến đấu và trong cuộc sống thời bình của tiểu đoàn 810 anh hùng.